Nhà mẹ có hai cái phòng khách là ở bên đây còn cái phòng khách nữa nè. Hello chị Chi. She's not interested. Look, Chi Chi. She's tired. Chi mệt quá cô chú. Yeah, hello mọi người. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần nắng rất là đẹp mọi người. Hôm nay đã vô mùa xuân rồi. Hôm nay là ngày của mẹ, cho nên là đi shopping mua một ít đồ. Bây giờ sẽ đi qua nhà mẹ chồng nha các bạn. Chi Chi nó mệt quá trời luôn rồi, cô chú nó không thèm chào luôn kìa. Chi chào cô chú đi con. Hello. Xin chào cô chú. Giờ mình cùng đi nha mọi người. Đã đến nhà mẹ chồng mình rồi nè mọi người. Phòng này mẹ làm lại nè, màu rất là sáng. Sơn lại thay thảm đồ. Mình thích cái màn ở đây, cái màn của mẹ đẹp quá, màu rất là nhẹ nhàng luôn. Nhà mẹ có hai cái phòng khách là ở bên đây còn cái phòng khách nữa nè. Đó. Đây là ở ngoài vườn. Mẹ có cái nhà ở ngoài đây nữa nè. Yes. Không đau he, làm gì mẹ ngoài đây nè. Đây là cái phòng ăn. Có cái nhà ngoài đây. Mùa hè ngồi ngoài đây uống trà đọc sách. Cái nhà của mẹ mình thích lắm nha, cái màu rất là sáng và giống như là nó trang nhã đó, màu rất là nhu mà mẹ làm như mẹ thích cái màu ram, màu xanh xanh đó hay sao á. Từ cái gói nè, màn rồi cái tường, sơn tường luôn. Ở trong nhà mẹ có nhiều thứ cái xanh xanh lắm. Đây nè. Giờ chuẩn bị ăn trưa xong rồi xíu nữa mình sẽ ra vườn thăm vườn của mẹ. Yeah. Where? Which room? Yeah. Oh, Chi-Chi. Thành có Chi nè, dễ thương quá à. Yeah. What? Đây nữa nè. Thành có Chi-Chi nè, Chi-Chi baby nè. Who is she? Chi-Chi. Cái đôi dài của Tony nè. Cái đôi dài của Tony hồi nhỏ xíu nè, mẹ vẫn còn giữ không? Love you monkey. Nàng á hả? You bring the guitar. The sound very nice. What? The vista. He had to be there at 4, but it was only on till 5:30. So I had to drop him off there. By the time we got back, it was 4:20. And then I had to leave again at 5:10 to go pick him up. Know. So it was only, we literally lit, I'd already put everything ready in the barbecue before I left. I'm always very particular to see that chicken's cooked properly. Yeah. Let's see, Mom. Let's see, Dad and Lauren, what doing in there? Đây là cái phòng chill của ba nè. Có máy tính, có đèn, có chỗ ngồi chill. Để coi Chi Chi đang làm gì. Cái toilet rất là đẹp luôn. Hello, Chi Chi. What did you doing? Wearing
Mum, we're in Nanny's makeup drawer. Oh no! We're looking at all the rings and the. That's Not a ring. You know what they are, don't you? Yeah. They're no, they're hair clips. Chúc nó đi ra ngoài đây xem. Hôm nay mẹ có cái hoa gì, đây là cái giường của cái nhà kế bên nè mọi người. Cái nhà kế bên này đã đổi chủ rồi. Cái chủ cũ là người ta đã bán nhà, cái nhà mới này mới chuyển tới đây mấy tháng rồi. Đây là phía trước nhà của mẹ nè các bạn. Ở xung quanh là đồng ruộng đó, cho nên là nhìn thông thoáng ha mọi người. Nhìn từ phía xa ngoài kia đó là cái đường cao tốc ở ngoài đó đó mọi người. Ở đây cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà không biết là ở trong hình mọi người có thấy không. Two, please. Okay. Look, I'm very hungry. Oh, good. I didn't eat breakfast, I didn't eat lunch. No, I wait for mom dinner. Okay, we've got to be still hungry. Broccoli jam. Better be good. Broccoli then. Eat broccoli at home. Not today, though. Oh, God, not today. Want some chicken? I thought you were sitting there. Cái cây hoa này lúc nãy thấy ở trong shop nè, đẹp quá chừng luôn. Đây là cái bức tường phía sau, cạnh cái thùng rác nhưng mà đẹp quá mọi người. Thùng rác mẹ cũng để mấy cái hình, mấy cái cái con tắc kè lên nữa kìa, nhìn dễ thương quá. Đây có cái băng ghế ngồi ngoài đây nữa nè. Cái băng ghế này mẹ cho mình đem về nhưng mà cái xe không có để vô được á, cho nên là chưa có chở về luôn. Cây này có hoa đẹp nè. Ô, chị Chi Lúc. Chị tưới hoa hả? Trời ơi. Ê, thôi. Oh, mom, look. Yeah. Này có mấy cái cây lá này, cây lá nhật, cây lá phong phải không mọi người? Màu đẹp quá, này có ba loại nè. Cái này vàng vàng xanh xanh, còn cái này màu đỏ. Màu đỏ tím. Cây này màu tím đậm. Cái bông này dễ thương quá ha. Mấy cái này mai mốt nó nở hoa ra đẹp lắm. Giống như cái bông hành, bông hẹ gì đó mọi người. Bông hẹ à, cái này là gọi là gì, hẹ tây hay cái gì đó. Đẹp chưa? Cái hoa hồng nè, cái gốc hoa hồng to quá chừng luôn. Này hồng leo, mai mốt nó leo lên trên kia đó, hoa nhiều đẹp lắm các bạn. Phía bên đây nữa nè, trong đó có cái nhà kính mùa đông, mà mấy cái hoa nào mà cái cây nào mà không có sống ngoài đông được á thì mẹ sẽ đem vô trong đó đó, với lại mẹ ương cây giống ở trong đó. Đây cũng có chậu hoa hồng nữa nè. Cái này cũng dây leo lên nè. Có lồng đèn trên đây nữa. Cái này cái hoa bự quá. Nó mốc nở ra đẹp lắm. Ui. Này bữa nay có bông rồi nè. Mai mốt nở ra đẹp lắm luôn. This is in Vietnam we say chiếu.
Sometimes, this is the plastic. Yeah. I think it's made from recycled plastic. In Vietnam, we use to make by the, they got like the, like this, the lock pick. Oh, yeah, I know, yeah. So many years ago, in Vietnam, we used to sleep on this, not the mattress, only this, put on the bed and sleep because it's too hot for the mattress. Yeah. Đây cũng có cái lá phong nữa nè. Chừng một tháng nữa là qua vườn của mẹ sẽ có rất là nhiều hoa. Oh, cái đó, cái dây này có hoa này nè. This one. So honey, mom, this is from last year. Yeah. Oh yeah, I see. Four years. No, three. It was a plum tree, and they were beautiful plums. Oh. And then why they died? I don't know. Yeah. Just tired, I suppose. But I used to have grass under here. Yeah. And then when that tree was alive, yeah. Me and my dog used to sit under there in the shade. Oh. My dog with his head on my lap. Oh, cute. My boy. This is a kind of very little leaf. Yeah. That's because they're all aces. That's an acer. The big one there is an acer as well. Yeah. But this is like the leaf different. It's nice, isn't it? Yeah. Actually, you love it, right? Yeah. You got a lot in the garden. My favorite. Yeah. Mm. Chi, the boss, Chi. Chi here. You hear the sound? JJ! Careful, don't run. Butterfly! You like music, don't you? Look. Like it? Oh! Oh, but now y'all learned what's windy, cold. Oh, what is it here? Ooh. It's like a little flower, Mom. Yeah. Yeah, very cute. Red orange. Oh, yeah. Yeah. I know. It's sweet, isn't it? Yeah, cute. But it doesn't grow quickly. This is about 6 or 7 years old, and that's all. Oh, really? Yeah. Mm. Yeah. Where her head? I don't know. Where her head? Where's the rest of her head gone? I don't know. What happened? Oh my God. What you did? What did you do to him? You wanna come in, Mom? Okay, you go in first then. No, I want to show you something. Okay. Like those. Nice. It's too horrible, how come? Turtling. Đẹp quá nè chị. What color is it, chị? Purple. Oh yeah, purple, yeah. Nah, I want to get. Hi dog, yeah. Yeah, it's nice, isn't it? Yeah. Mm. Little one, so cute. And the little. Mm-hmm. Cái vòng tulip này nó ngộ ghê nè. Trời ơi, trời ơi. Looks like paper. Yeah.
video. Yeah. Kim, you like Steven Spielberg?